cái gì vậy? Ai cái gì dễ vậy đó? Lì 57 đây. Lì lên lên
sao. Đây ngồi sao. Cứ ao rồi, rồi anh dáng này anh sao khởi động à, khởi động chết khởi động nhẹ thôi mà nó có khởi động nặng đâu. Ngơi sao trong lòng tôi hay quá à. Mấy trái một dầu để bây giờ tôi với lại ông Cường Ghẻ còn anh Khanh với lại anh Châu nè. Wow, không? Việc đánh rồi đánh với anh mà chưa được. Rồi ai nữa? Nhiên vô. Nhiên vô. Nhiên nghe kêu anh vô thôi. Nhiên nghe Kim Anh vô đã. À, nghỉ đi đúng rồi đó, à, nghỉ đi. À, à, đánh yếu tường này. Ủa, không sao đâu. Tường này mình nó sâu mà răng mình đánh nó ra nó đòi ăn nhau không kẻ hoài. Vô. Vô mời quý vị trở lại sân cầu Long Ngoại Hành Tinh để xem hai đội cùi bắp quýnh với nhau nha. Đội phía bên tay phải của các bạn là đứng sau là Việt, đứng trên là Cường, còn một bà còn lại là Kim Anh, còn bên trái là đứng sau là Sở Khanh. Sở Khanh nổi tiếng đó. Châu Quanh hay quá anh Việt Quỳnh, trời ơi trái trước anh quýnh hay bao nhiêu thì trái sau anh quýnh dở bấy nhiêu. Ngoài bao nhiêu rồi một máy vậy à?
xử lý. Trời ơi, việc đánh một trái mà ngỡ ngàng cả ba đối thủ luôn. Không qua lưới, ba đều. Hay quá, chớp thời cơ. Có một cơ hội là bà Kim Anh đã chớp thời cơ liền. Xử lý luôn. Ăn. Phản thế này. Đúng rồi. 5-3. Như vậy là đội anh Việt đã lên một lần 5 điểm. Đợi qua. Ồ, 6-3. Đội của anh Việt đã làm gỏi đội của anh Sở Khanh rồi. Của anh. Tiếp tục. 9-3. Ủa 7-3 hả? 7-3. Quýnh. Hay lắm anh Việt. Chớp thời cơ luôn. Hay quá. Còn quýnh đi. Quýnh. Hay quá anh Cương, hay luôn. Không đi thua. Trời ơi. Bốn bài. Châu vào cầu. Kiếm anh. Hay lắm anh Việt. Hai luôn. Ngoài công nhận. Cường cảm giác cầu rất cao. Hay lắm. Ngoài rồi, hai trái đều ngoài luôn. Quá anh. Can. Giết. Không qua lưới. 9-5. Có quanh mà còn có châu nữa là thôi đội thua chắc à. Không những bị thua mà cũng bị người ta quýnh vô người nữa. Rồi bây giờ có quanh, bây giờ có Khanh, bây giờ có châu nữa là sao không thua được. Bùm. Chỉ có thể nói là te thua thôi. Làm gọi luôn. Hay quá. Rồi. Chung là đội của anh Cường đã thể hiện một sức mạnh khó cưỡng. Đội của anh Châu là chỉ là một cơn gió nhẹ thôi, chỉ đủ làm mắt đội anh Cường thôi, chứ làm sao mà cuốn đội anh Cường đi nổi. Để mô tả về chiến thắng của đội anh Cường chỉ có thể dùng hai chữ là trẻ tre. Thắng như trẻ tre là tình thế của đội anh Cường bây giờ. Còn đội của anh Khanh thì nói chung là không còn lời nào để chê hết, tại vì là nếu dùng một cái lời nào đó mà ghê gớm để chê đội anh Khanh thì cũng trở thành quá nhẹ, không thể nào mà chê được. Đội của anh Việt là đánh giống như là thêu hoa dịch cấm nha, nó đẹp giống vậy đó. Còn anh Châu thì nói chung là ăn một lần mười mấy trái. Hay quá vậy trời anh Cường. Công nhận. Không hiểu sao mà anh có thể quýnh hay như vậy á. Ôi trời. Hay quá. Lại gì đâu, ra ngoài thua ra ngoài chứ quýnh lại nữa. Thua mà còn quýnh lại nữa. Trời.
lên Khanh ơi. Khanh vô đứng với Hà nữa kìa. 8 giờ 57. Khanh qua bên Hà luôn. Ê cưng cưng cưng. Qua này. Ủa bên qua đây trước à. Ngôi sao gì vậy luôn. Ngôi sao sáng gì kỳ vậy. Ngôi sao. Ngôi sao sáng gì kỳ vậy. Đúng rồi đúng rồi. Ngôi sao sáng rồi. Ngôi sao sáng đứng chỗ nào không bảo sáng đi. Đợi giặt. Trời ơi. Từ từ từ. Đâu, anh ý chưa? Từ từ dạ, đã hơi chuẩn nghĩ chưa? À, hôm tôi gửi email khiêu chiến là có đọc chưa? Dạ. Lô, lô. Đồng nhân Khanh. Đây nè, Khanh. Mày hả mày, sợ mày hả? Đây nè. Hả? Vô. Ừ. Dạ, thôi quá. Giải. Con. Quên. Đây, quay xuống. Điêu. Đã đánh cậu ấy, nó đánh cậu ấy. Điểu không? Hà điểu lắm. Nghe này. Nha kỹ ra nha. Chơi kỳ quá. Một đeo. Đây. Hay. Hay. Hay quá quá ơi. Được. Quất, quất, quất. Quất cho bò luôn, quất cho lớp. Ha ha, chỉ cần cả lòng với em mà hai cả là quất thôi. Đó, chơi. Ui, chơi mạnh lên à. Hai đều, hai đều. Đây. Đó, hay quá. Từ trên đầu đập xuống rồi đứt đầu. Đứng sát. Cây cái cục. Ai có dòng ai không? Có dòng lộn chứ chào. Đây. Đây là đây thế nào? Không biết là người anh Cường nó không đỡ đâu. Thế theo
Xử lý luôn. Hình nó dễ mà.
đánh cũng đâu tới đâu. Chưa. Đáp cương. Chưa. Đáp cương. Nè. Đó, đáp cương. Có quanh đập chưa đâu. Rồi, ba trái rồi đó. Còn mình ăn có 10 trái rồi, rồi đó. Chia hai người 10 trái đi, còn tôi 10 trái rồi đó. Chích tay anh này. Hoài luôn. Đâu cần đánh đâu. Dạ. Nhỏ. Đó anh Cường. Quanh. Đêm. Ghê chưa? Thấy đội hình của sao anh nhỉ? Tao mới sao. Ừ. Mãi sao? 5-0 rồi. 5-0 hả? Thấy chưa? Nó nặng 11-0 luôn hả? Này đánh sao ra ngoài không? Ờ, ra ngoài có yếu rồi. Rất lên rồi. Mạnh. Đó anh Cường. Đó thấy đội hình ngôi sao không? Quánh thấy kèo thơm không? Thấy anh thích kèo thơm không nè. Tự nhiên ăn nhẹ nhàng quá vậy. Cậu đơn giản vậy đó. Ừ. Ừ. Đâu đi dở hơn. Cắt. Cắt nha. Đâu đi dở hơn mà. Đúng không? Giống mình nãy đó. Giống mình nãy đó. Giờ nói vậy mà. Mình nghiêng 10 trái đó. Ừ. Mình nghiêng 10 trái đúng rồi. Em hát nè. Riêng nghiêng 10 trái đó. 4 rồi. 4 rồi. 4 7 à. Giọt ghê mặt. Nghiêng phải phá cái lục của cháu. Ừ. Đó. Câu. Bỏ. Sao nhiều á? Đúng rồi. 8 rồi, mấy mấy rồi? 8-5. Tâm mà thua nữa mà. Vô, con này đang chịu gió đâu. Con này đi làm gió. Giết. Giết. Cười hoài. Giết. Cười hoài. Giết. Cười hoài. Cười hoài. Quá. Ui trời ơi trời ơi. Gió. 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 Cái
1. Giống như là ta gọi là gì thiên lao gì kêu đâu đánh đó rồi đâu rồi hồi nãy đó đó luôn như là thiên lao gì kêu đâu đánh đó mẹ ơi anh chỉ là cái búa cho thiên lao thôi anh giờ được thiên lá mấy cái cầu như kia hả búa vô một
Chừng mang dây chứ. Tao biết thấy rồi. Hay quá, 6-8. Chị đầu cho thằng nó quýnh 4-4.5 đó. Chết. Bên này bò áo trắng giết bò đỏ đi. Vô cầu một thước nữa mới rồi tới cái cửa trầm á. Hay quá. Người ra cầu nhẹ nhẹ mà hơn người đứng đỡ không được, thấy không? Đứng giỏng đâu có quýnh mạnh đâu. Chết nhất. Rau. Chết rồi mẹ vậy. Chết rồi vô cũng chết chứ nè. Sân này quýnh được không có được. Mấy rồi? 92. 82 à. Lên nhé, để dạy cho lật quánh rơi cho mâm hơ có vô lưới rồi đó. Cố lên. Hay lắm. Đúng rồi. Đó thấy chưa, ông Trà My có mang đâu cần quánh đằng xa đông tự chuẩn bị nó thủ kìa. Gừa chín ngắt. Cố lên. Ừ. Quốc gì? Rồi Trà My thấy ăn đó đỡ. Giết bò đỏ đây. Bò đỏ quánh chửi đó. Rồi đưa vật lên sẵn đi, vô sẵn rồi vô. Rồi. Rồi.
Thế giờ đập nữa thì giờ không nổ đâu. Còn chưa tới nửa xăng mà đập chịu nó nổ. Ôi ông Trang ngồi đây. Giết qua đỏ. Rồi đưa giật sạc vô. Đúng rồi. Đừng có lui, lui nó gửi anh ra như dở lên nó đập cái chân ngắt. Anh đừng có lui. Bây giờ cường xa nó quánh cầu phong tốt. Từ từ. Ngày năm. Cha. Vô. Vô là làng nào. Đi xa dữ vậy. Hay quá. Rồi giật lên sẵn luôn. Thủ sẵn luôn. Ba trớ hư liền ba trớ. Đúng là vậy luôn cái cây đó quẹo chứ lại. Nãy giờ mình vô. Giờ mở đầu 4 năm. Bỏ lên. Ai? Bà chú. À, đờ mi ăn nó đưa đâu quan mạnh đâu, ông quấn giờ ra sao thằng cái ra đỡ chứ không à. Vía coi đỏ đây vô nãy giờ đi nó lên quá vậy. Ừ. Hay quá. Hay luôn. Vừa ăn hả? Vừa ăn luôn. Các cậu nha. Đó, hay quá chú ơi. Bỏ lên. Bây giờ lên sẵn luôn. Có gì? Búp. Dứt sẵn luôn. Rồi rồi. Ừ. Ừ. Tốt dừng. Đó. Dừng người tắt. Thôi làm qua đây à. Sáu, chậu sáu, chú giờ sáu á. Chậu sáu. Cố lên ô lâm. Sáu điều. Sáu điều. Đó. Đây. Đó, đúng rồi. Đưa dừng lên. Ừ. Đó chưa? Đang có... Nguyên khuyên này trong mỏng à. Phải. Phải sao? Đây. Đây. Trái có lên nghe, qua mưa cho Tết nghe. Chính xác. Qua lên. Qua mặt rồi đó, người dừng ngược rồi đó. Đấy. Ờ. Ừ. Còn có cái còn lên còn nước. Rồi đỡ cầu đi, đỡ cầu đi. Chính. Ừ. Mạnh lên vậy. Đẩy ép. Chạy. 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 Ồ, trời trời trời, thôi rồi. Cố lên. Chú. Quá, quá nó quên dữ quá, mình nhớ có bộ đỏ chứ không nổi. Cố gắng mà, thì mặt quá. Thì em này vô cầu lò tò cầu không? Bạn không à, chú vào. Anh thấy lỗi chưa? Không. Anh xin lỗi đây. Lỗi của mày. Sao chứ? Tính sao mà cứ nói người trước lỗi hoài. Vậy là nhờ mình thích lợi hình. Gió là phải năng lực một chút đó, để cho vô lưới hoài vậy. Anh với anh. Trời ơi, quá. Thôi vô. Vô bánh xe nữa nè. Sao sáng vô sao sao. Sao sẹt vô. Thua là do mình sao sẹt vô. Đi vô. Gặp lại đi, sao sẹt gặp lại đi rồi. Ủa nữa hả? Chào vô, chào. Đi qua đây, qua đây, đi qua đây. Hay quá. Trời ơi, Nghiên ơi.
chơi vậy. Có điểm liên tục rồi. Đó. Nó một ha. Hay quá nhẹ nhàng. Lấy lớp dài nha. Ngoài. 25, 26. Vừa giờ tới mà. Xuống giữa đi Khanh. Đập đi, đập đi, đập đi, đập đi, đập đi. Đây, đây, đó, anh đưa vô. Chà. Thịt đi. Qua đây ăn thịt đi. Thịt gì đây? Thịt gì? Sao lăn ra bây giờ sao luôn hả? Thịt bở rồi, ăn thịt bở hết rồi. Muốn sao lăn không? Được không? Làm bữa là vậy. Dám đập đồ mình đi, dừng lại chứ tao có đúng. À trời ơi. Ba. Nhiều, rồi đưa dần lên thủ, đưa dần thủ, đưa dần thủ.
chút vậy. Ông sợ ông mò chạy vậy? Không được vậy. Anh phải giết lên cái mặt ông đó ăn nhiệt. Trời ơi, anh trai cũng ăn nữa. Mạnh lên. Đúng rồi. Lì hả mày? Lì hả? Lì hả? Lì hả? Mấy rồi? 3-4 3-5 3-5 Việt Giao. Việt Việt nào giao? Trời ơi. Việt Việt Giao thành là 5 nè. Đứng im. Bỏ lên, bây giờ lên. Bỏ bỏ việc, bỏ bỏ việc. Trời ơi. Nhìn xếp lên đi. Mấy rồi? 7. Xếp lên, xếp lên. 47. 47. Chuẩn cầu vô. Hay quá vậy. Quá, gì chuẩn quá. Cảm ơn anh Hà nói việc chuẩn cầu nha. Anh giữ bên đó đi, để em canh nó cho. Đó nó gì? Hay quá. Quất luôn. Tiến bước. Bắt ở hả? Rồi, cùng chết. Tự nhiên chuẩn bị đỡ nha. Rồi, giao xong chuẩn bị đỡ chứ. Ừ, nó không thế nào. Đừng có đưa cái gì hết, chết. Chết. Đưa cái gì hết, nhìn mặt nó thấy ghét nè, quánh vô mặt nó đó. Thấy ghét kìa. Ghét kìa. Mặt nó thấy ghét kìa, quánh vô. Quánh vô, quánh thấy ghét kìa. Quánh. Quánh vô mặt anh Hà giùm em đi. Không quá. Nghĩ không? Rồi, Nhi, giữ biên nha, để anh. Rồi để anh. Chết à. Mày lì hả? Anh làm gì? Mày lì hả? Qua kìa. Ai? Mày lì hả? Mày. Mày lì hả? Trời ơi. Mày lì hả? Mày lì hả? Mày lì hả? Hay quá vậy. Dạ. Trời ơi. Cắn vậy mà đỡ được rồi. Để anh làm gì? Qua sao? Rồi sao? Trời ơi, đỡ vậy.